Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Kênh video chuyên về phụ tùng động cơ xe 3-4 bánh và các loại đồ chế khác. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là hai cái sản phẩm động cơ 12V 600W và 12V 800W. Động cơ này là động cơ không chổi than. Hàng này là hàng tháo máy còn rất là mới và hầu như là chưa qua sử dụng. Sản phẩm thì có thể chảy xước một chút đấy, nhưng chạy thì rất là tuyệt vời. Thì cái này thì hiện trước đây mình đã có bán, nhưng hôm nay lại có hàng về, mình giới thiệu để các bạn biết, và một số các bạn đang hẹn thì có thể đặt hàng trực tiếp bên mình. Link đặt hàng thì mình sẽ để phía dưới. Đấy. Cái này thì rất là phù hợp cho các bạn làm động cơ chạy thuyền, nó rất là khỏe. Đây là cái dòng này là dòng 12V 600W này. Còn đây là 12V 800W này. Đây nó dài hơn hẳn này. Hai loại khác nhau nhé. Để mình sẽ lấy thước mình đo cho các bạn xem. Và đây, cái loại 600W này có chiều dài từ thân động cơ là 9cm này. Đấy. Trục của nó là dài 28mm. Còn cái động cơ 800W này thì có chiều dài là 11cm này. 11,5cm. Đấy. Một thằng là đây, một cái là chiều dài 9cm và một cái là 11cm về chiều dài. Đường kính thì ngang nhau, đường kính là 85. Đây, loại này là 85, đều là 85 cả. Cái loại 800W thì nó dài hơn. Đây, cái loại 800W là 2,8kg, 2,85kg này. Còn cái loại 600W này là 2,1kg này. Rất nhiều động cơ nhé, các bạn lấy bao nhiêu cũng có. Đầu trục này là 10 này, trục 10mm là các bạn có thể mua cái đầu lối các đăng bên mình cũng có bán theo. Đây là cái khớp nối các đăng này. Đấy. Nhưng bạn về các bạn lắp thêm cái trục các đăng này vào nữa là được. Đấy.
Thì cái này nó tương đối là gần bằng 10 rồi, cái này nó chỉ dương một tí thôi. Để các bạn muốn lắp cái trục cắc đăng này vào, muốn mài cho nó tròn một cân ấy, thì các bạn nối cái này với lại điều khiển, các bạn cho cái động cơ nó quay và sau đó các bạn bật máy mài lên, các bạn mài thì nó sẽ tròn và đồng tâm. Đây, nó tương đối này. Đấy, rất là nhiều. Đây là khớp cái đăng này. Mọi chi tiết đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ có số điện thoại là 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để bật chuông thông báo để tiện cập nhật những cái video mới đăng lên. Video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.